Theo anh thì cái suy nghĩ và cái nhận định của anh về cái ngày kỳ tới cho cái ngày bầu cử thì theo anh thì anh sẽ phán đoán về cái sự việc nó sẽ xảy ra như thế nào, anh cho cộng đồng và tất cả mọi người biết. Kính thưa quý đồng hương, có thể rồi chúng ta không có muốn lẫn lộn giữa cái ngày bầu cử 3 tháng 3 tới, bầu cử sơ bộ cho cái cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 và cái sự bỏ phiếu bãi nhiệm đặc biệt của thành phố Westminster ngày 7 tháng 4 là hai cái sự bầu cử khác nhau. Một ngày 3 tháng 3 là một cuộc bầu cử tổng quát để chọn những ứng viên cho cái cuộc chạy đua vào những cái chức vụ tại địa phương và cấp tiểu bang cũng như cấp liên bang. Còn ngày 7 tháng 4 chỉ là một cuộc vận động bãi nhiệm do cái tổ chức Westminster United đứng ra vận động một số cử tri tại thành phố Westminster nhằm loại bỏ đi một số các dân cử người Mỹ gốc Việt chúng ta đã phục vụ tại thành phố Westminster. Thì đó là hai cái khác nhau. Và để cho đáp ứng những cái thỏa mãn về cái quyền lợi của mình, đầu tiên tôi kêu gọi tất cả đồng công dân người Mỹ gốc Việt tại thành phố Westminster chúng ta nên tích cực tham gia cả hai cuộc bầu cử, đặc biệt là cuộc bầu cử ngày 7 tháng 4, chúng ta phải tất cả mọi người phải rốt ráo đi bầu để bày tỏ quan điểm chính trị của từng cá nhân mình để nhằm bảo vệ lấy cái quyền lợi mà chúng ta nghĩ rằng chính đáng nhất. Thì quý vị cũng biết trước mắt nếu cái cuộc bãi nhiệm này mà chúng ta bỏ phiếu loại đi các vị dân cử tại thành phố Westminster mà chúng ta chưa có những cái nhân sự khác để thay thế vào thì cái lỗ trống đó đương nhiên trở thành những cái sự bất lợi cho cộng đồng chúng ta, cho từng cá nhân của chúng ta, và nếu không muốn nói là cái quyền lợi của mỗi gia đình người Việt, người Mỹ gốc Việt tại thành phố Westminster sẽ bị thiệt hại. Quý vị cũng nhớ rằng cách đây 20 năm trước, tất cả những cái sự hành xử của các giới chức ở thành phố Westminster và Garden đối với những cái tập thể người Việt Nam chúng ta có nhiều điều bất lợi trở ngại lắm. Thì trong lúc này chúng ta có những vị nhân cử vậy, ít gì nhiều gì thì cái quyền lợi trước mắt chúng ta có sẵn. Quý vị cũng biết rằng trước đây những cái sự cảnh sát mà đến với những gia đình Việt Nam là một cái sự khó khăn về để chia sẻ những cái nỗi khó khăn giữa người dân và chính quyền. Thì ngày hôm nay tất cả những cái sự trở ngại, những cái khoảng cách giữa chính quyền và người dân nó gần như nó nhỏ lại. Thì từ đâu có những cái điều đó? Đó là do những cái sự dân cử của chúng ta được tham dự vào tất cả các chính trường. Thì tóm lại, đối với cái nhìn của cá nhân tôi, việc mà bãi nhiệm để loại bỏ các vị dân cử gốc Việt ra khỏi cái cuộc chơi chính trị này là một cái sự bất lợi cho chúng ta, và tôi khuyên rằng bà con người Việt Nam mình nên thận trọng trong cái sự kêu gọi cuộc bãi nhiệm này, và chúng ta nên bài có thể nói là đừng ủng hộ cho cái cuộc bãi nhiệm này, chờ cho một nhiệm kỳ của họ có thể hết trong 1-2 năm nữa và chúng ta chọn lại những người xứng đáng để bầu cử thì không phải là một điều quá muộn. Vì thế trong cái hoàn cảnh này, chúng tôi một lần nữa kêu gọi không nên tích cực tham gia. Chúng ta phải đi tích cực tham gia vào cái ngày bãi nhiệm nhưng không nên bỏ phiếu để ủng hộ cho sự bãi nhiệm đó. Chúng ta phải hoàn toàn bỏ phiếu no cho sự bãi nhiệm để chúng ta bảo đảm rằng quyền lợi của gia đình mình, quyền lợi của cá nhân mình và quyền lợi của cộng đồng mình phải được tồn tại ít nhất 1-2 năm nữa trước khi chúng ta có chọn lựa những vị ứng cử viên tốt hơn. Kính thưa quý vị, vì quý đài đặt cái câu hỏi cái cuộc bầu cử nó hơi lẩn cẩn thì chúng tôi cũng không có câu trả lời một cách chính xác. Chúng ta vẫn nói ngay từ đầu là chúng ta có hai cuộc bầu cử, một cuộc bầu cử sơ bộ để chọn những ứng viên cho các chức vụ đang trống tại cấp thành phố, cấp tiểu bang và cấp liên bang. Thì cái công việc đó mọi người chúng ta nên đi bầu cử, và cho đến giờ phút này tôi không có cái sự tiên liệu nào để mà đưa biết là ai sẽ thắng và ai sẽ thua, điều đó đương nhiên rồi. Bởi vì thứ nhất, chúng tôi tôn trọng cá nhân của từng con người không được dắt dư luận theo cái ý của mình muốn. Vấn đề thứ hai là cái bầu cử chưa xảy ra thì chúng ta có quyền suy đoán nhưng mà không có quyền để chung kết là ai sẽ thắng. Đó là vấn đề thứ nhất. Trở lại vấn đề cái sự bãi nhiệm thì chúng tôi muốn nói một lần nữa, kính kêu gọi đồng hương người Mỹ gốc Việt tại thành phố Westminster, chúng ta phải tích cực tham gia vào cuộc đi bầu bãi nhiệm ngày 7 tháng 4, và tuyệt đối chúng ta phải loại bỏ cái sự bãi nhiệm này ra khỏi cái những cái sự lẩn quẩn đương tranh đương đương đấu đá vì quyền lợi cá nhân phe đảng bè nhóm. Trước mắt chúng ta đi bầu là để bảo vệ cái quyền lợi của cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Vấn đề thứ hai là bảo vệ những cái quyền lợi của từng gia đình Việt Nam sống trong thành phố Westminster. Trước nhất chúng ta có những người Việt làm việc cho người Việt, đó là cái quyền lợi của mình. Còn cái sự chọn lựa bảo rằng ông này tốt hơn ông kia, điều đó chúng ta nhớ rằng
có cái thời gian để bầu cử và những cái thời gian vận động của họ, nó sẽ trả lời cho tất cả những cái điều mà chúng ta tin rằng người nào làm việc sẽ tốt hơn. Đó là cái câu nói, ý kiến của riêng cá nhân tôi như vậy. Rõ ràng chúng tôi thấy được cái thông tin mà có trên mặt báo chí truyền thông mà đọc được, thấy được, thì cái cuộc chơi mà gọi là bãi nhiệm này, chủ nhân cái cuộc chơi đó ai cũng có thể biết được rõ ràng là được tài trợ bởi một nhà tỷ phú tên là Hoàng Kiều. Mà cho đến giờ phút này những đồng bạc của ông và công ty của ông xuất thân từ đâu chưa có một cái lời, cái lý lịch nào để xác minh rằng đó là những đồng bạc mà làm từ những cái sức công sức của ông hay là một cái thế lực nào đó. Thì đây là một cái sự mà có thể nói rằng chúng ta phải đặt câu hỏi lại, con người của cái người tài trợ 1.100.000 này có đúng là vì những người yêu chuộng quốc gia tự do, yêu chuộng sự dân chủ công bằng hay không? Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai, cái tổ chức đứng ra để mà cuộc bãi nhiệm này là một tổ chức của một người Mỹ hoàn toàn. Rõ ràng nếu mà sự bãi nhiệm thành công thì những cái vai trò đó sẽ thế bằng người Tây Ban Nha, người Mỹ chứ không phải là người Việt Nam. Thì trước mắt rõ ràng họ đương binh vực cho quyền lợi của những dân tộc họ chứ không phải binh lực cho quyền lợi của dân tộc Việt Nam. Vì thế theo ý cái nhìn của chúng tôi, cả người con người Hoàng Kiều và tổ chức Westminster United không thấy có cái gì để có lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Westminster cả. Tôi nghĩ rằng chúng ta không thể thờ ơ để tin rằng họ là những người yêu chuộng cái quyền lợi của đồng bào chúng ta tại Westminster. Anh cho một cái câu hỏi cuối cùng là anh theo nhận định của anh á, thì anh thấy về cái cộng đồng Việt Nam mình ở thành phố Westminster trong cái cuộc bầu cử này, họ có đồng lòng để say no hay là bao nhiêu percent, bao nhiêu phần trăm? Theo như anh dự đoán về cái niềm tin của cộng đồng Westminster của Việt Nam không thôi. Vì ở Westminster là cái thành phố cộng đồng Việt Nam rất là đông. Nó ảnh hưởng rất là lớn tới cái kỳ vote kỳ tới. Thì đó, anh cho biết cái chuyện đó. Trở lại cái câu hỏi đó, cái rất chi tiết như vậy, chúng tôi cũng có lân la tất cả những cái tiểu thương nhỏ trong thời Westminster. Chúng tôi có tiếp xúc với nhiều đồng bào ở Westminster để hỏi rằng quý vị có nên loại bỏ đi những vị dân cử gốc Việt hay không để thế vào đó bằng những người khác hay không. Chúng tôi hỏi những vị tiểu thương là liệu quý vị mất đi những cái dân cử này rồi một số người khác mới chưa biết mình là ai thì cái quyền lợi của mình họ có thỏa mãn hay không. Thì hầu như những cái câu trả lời của chúng tôi được nghe rằng là trước mắt chúng tôi thấy cái gì đừng có lợi, cái gì mình đang có thì mình giữ cái điều đó. Tại vì theo hình bắt bóng là một cái bệnh thái, chúng tôi có thể nói rằng chúng ta không thể đòi hỏi một sự tuyệt đối. Khi mình có cái gì thì mình biết trân quý cái đó thì nó đó là điều tốt. Mình muốn tốt hơn thì mình xây dựng từ cái có mình đi lên, chứ không thể mình đạp đổ đi hết tất cả những cái gì mình đang có rồi mình nghĩ rằng cái người mới thế vào cái chỗ đó sẽ tốt hơn. Đó là cái lý do mà chúng ta đã mất nước cách đây mấy chục năm về trước. Những người đi đấu tranh chống cái chế độ của Tổng thống Ngô Đình Diệm và chống chế độ của ông Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đều có những cái luận điệu rất hấp dẫn người nghe. Họ bảo rằng họ là những người yêu nước và những người có thể nói rằng là muốn mang công bằng bác ái lại cho đất nước Việt Nam. Tuy nhiên cuối cùng chúng ta mất nước, mất hết tất cả thì mới biết ra những cái con người đó không phải là những con người mà làm đúng theo những cái lời hứa của họ như vậy. Chúng tôi xin tạm biệt với quý khán thính giả.